Ái của Tổng thống Lyndon B. Johnson đã kỷ niệm 50 năm ngày phát động cuộc chiến chống đói nghèo. Theo tin từ Washington, ngày nay cách đây 50 năm, Tổng thống Lyndon B. Johnson đã tuyên bố cuộc chiến vô điều kiện để chống lại tình trạng đói nghèo ở Hoa Kỳ. Lời tuyên bố nói trên đã được đưa ra thông qua một bài phát biểu vào ngày 8 tháng Giêng năm 1964. Như là kết quả của cuộc chiến, các chương trình bảo hiểm y tế mới dành cho người cao tuổi và người nghèo đã được phát triển. Bên cạnh đó, phúc lợi an sinh xã hội cũng được tăng lên, hệ thống tem phiếu thực phẩm và việc bổ sung dinh dưỡng dành cho phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh khó khăn cũng đã được giới thiệu. Ngoài ra, một số kế hoạch được đề xuất trong khoảng thời gian này còn có chương trình khởi điểm dành cho trẻ em, chương trình việc làm dành cho thanh thiếu niên và cơ hội vừa làm vừa học dành cho các sinh viên. Trong ngày hôm nay, một nhóm các nhà lập pháp đã gặp mặt để kỷ niệm 50 năm của bài phát biểu với sự tham gia của con gái của Tổng thống Johnson. Trở về lịch sử, Tổng thống Nixon và các nhà lập pháp của cả hai bên đều đồng ý về việc mở rộng chiến tranh đói nghèo đầu thập niên 70. Tuy nhiên, Tổng thống Reagan đã tuyên bố chấm dứt cuộc chiến vào năm 1988 với phần thắng cuộc về nghèo đói. Theo ông Reagan tuyên bố, chính phủ không phải là một giải pháp dành cho vấn đề này. Bản thân chính phủ đã là một vấn đề. Ngày nay thì tư tưởng nói trên vẫn là một câu thần chú dành cho các chính trị gia, những người đang tìm cách gỡ rối do tấm lưới an sinh xã hội của Hoa Kỳ.